Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh Hưng Yên, hoạt động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào tỉnh là đặc biệt quan trọng. Các lực lượng trực chốt trên địa bàn tỉnh đang rất nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận của nhóm phóng viên. 21 giờ đêm tại chốt kiểm soát cầu Yên Lệnh. Chốt có 21 thành viên. Bất kể thời gian nào, thời tiết mưa hay nắng, người và phương tiện qua đây đều phải thực hiện theo các quy định. Một số phương tiện buộc phải quay đầu do không đủ điều kiện. Em đi từ thành phố Hồ Chí Minh về. Đấy. Bây giờ em về Bắc Giang. Trạm này là yêu cầu là bọn em quay đầu, là bọn em là chỉ có xe cứu thương đến đây đón được, còn xe phải quay đầu. Cách làm này thì em cũng thấy các anh ấy cũng phổ biến rồi, là nói cho bọn em là như thế là cũng thấy hợp lý, hợp tình hợp lý, bọn em chấp hành theo. Như này mới chắc chắn cho giữ được tất cả cho nhân dân mình. Như này là em ủng hộ. Tôi là người dân sống ở đây, tôi thấy các đồng chí làm rất tốt. 24/24 đều vất vả ở đây. Kể cả lúc nắng thì các đồng chí cũng là thay nhau đứng. Mưa thì là trận mưa vừa rồi rất là khổ. Đêm đến đây các đồng chí làm là đều như này đây. Điểm chốt số 6 có nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào tỉnh. Chiếc lều gần chục mét vuông là nơi tá túc tạm thời của 8 thành viên. Tuy nhiên, các thành viên vẫn quyết tâm vượt mọi khó khăn, kể cả nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, để đảm bảo kiểm soát mỗi ca 8 tiếng liên tục. Trong cái điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường của mùa hè thì chúng tôi cũng đã đảm bảo là đủ quân số và kiểm soát chặt chẽ người. Đối với điều kiện thời tiết nắng thì chúng tôi đã dùng ô bạt, và đối với thời tiết mưa thì chúng tôi cũng khắc phục và mặc áo mưa và đảm bảo điều kiện là làm sao mà mình làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Theo ghi nhận, tất cả các chốt trên địa bàn tỉnh đều đang phải căng mình làm việc với quan điểm kiên quyết không để nang, không khoan nhượng. Mục tiêu nhằm giữ vững cho Hưng Yên là thành trì vững chắc trước dịch bệnh. Anh ở địa bàn tỉnh khác sang là anh phải có luồng xanh, là xe vận tải hàng hóa ưu tiên thì chúng tôi mới cho anh được vào tỉnh. Đấy, anh không có luồng xanh chúng tôi mời anh quay đầu xe. Như anh em chúng tôi là cũng quyết tâm là vượt qua mọi khó khăn, khắc phục để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, không bỏ sót một cái trường hợp nào vào tỉnh mà đã không được kiểm tra. Một số cái trường hợp là người dân cũng chưa hiểu, cố tình qua trạm, thế nhưng mà anh em cũng đã dừng và giải thích, người dân cũng hiểu và đã thực hiện nghiêm. Hưng Yên hiện có 13 chốt kiểm soát cấp tỉnh và gần 200 chốt cấp huyện, xã, thôn đang hoạt động. Đây chính là những lá chắn quan trọng để tỉnh Hưng Yên được bình yên trước dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường.